Trở lại với phần tin 24 giờ là các bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí. Thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam quyết tâm làm khu kinh tế Vân Đồn bất chấp người dân chống đối. Tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức một cuộc họp để nghe và cho ý kiến về công tác triển khai, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế và nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn. Sự kiện này do ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của tỉnh này chủ trì. Tờ báo mang tính tuyên truyền của tỉnh Quảng Ninh đã viết: mục tiêu xây dựng khu kinh tế Vân Đồn là có nền kinh tế hướng ngoại, độ mở cao với bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, áp dụng các cơ chế thông thoáng và hiệu quả để đủ sức cạnh tranh toàn cầu. Như vậy, khái niệm này gần như không có gì khác với mô tả về đặc khu kinh tế Vân Đồn từng gây xôn xao dư luận mấy tháng trước. Theo các nhà quan sát, luật đặc khu có thể sẽ được chỉ thị cho Quốc hội Cộng sản Việt Nam thông qua trong kỳ họp đầu tiên, ngay sau khi luật an ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng Giêng năm 2019. Thời điểm đó đánh dấu việc bất kỳ người nào đưa ra ý kiến phản biện, phản đối luật đặc khu trên mạng xã hội đều có nguy cơ bị trấn áp, thậm chí bị khép tội và phạt tù. Gia đình của tù nhân Trần Thị Nga gửi đơn khẩn cấp vì không được thăm gặp. Thưa quý vị, gia đình của nữ tù nhân chính trị Trần Thị Nga vào ngày 22 tháng 10 đã tiếp tục gửi đơn tố cáo với yêu cầu khẩn cấp lần 2 cho ban giám thị tại trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai, Cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai để lên tiếng về trường hợp mà gia đình cho là khẩn cấp đối với bà Trần Thị Nga. Ông Phan Văn Phong được ghi trong đơn là chồng của bà Trần Thị Nga, cho biết vào ngày thứ Sáu 17 tháng 8, bà Nga đã gọi điện về nhà và chính thức cấp báo những ngày qua liên tục bị gây sự, khủng bố, đánh đập dã man và còn bị dọa giết. Cũng trong đơn tố cáo, ông Phong nói rõ liên tiếp hai kỳ thăm gặp gần đây vào các ngày 22 tháng 8 và 28 tháng 9, gia đình ông đều bị phía trại giam khước từ với lý do Trần Thị Nga không chấp hành nội quy của trại mà không hề có biên bản vi phạm cũng như quyết định kỷ luật. Do đó, trong hơn 2 tháng qua, gia đình ông Phong không biết được tình hình sức khỏe của bà Nga như thế nào. Thậm chí, ông nêu rõ trong đơn về sự lo lắng về tính mạng của bà Trần Thị Nga. Bà Trần Thị Nga là người bị kết án 9 năm tù vào ngày 25 tháng 7 năm 2017 vì tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Cộng sản Việt Nam năm 1999. Mẹ Nấm cho biết nếu có quyền lựa chọn, bà sẽ ở lại Việt Nam. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người vừa tới Hoa Kỳ sau khi ra khỏi nhà tù Thanh Hóa, nói rằng bà cảm thấy buồn khi nghĩ đến cảnh phải sống lưu vong lúc biết tin sẽ được trả tự do. Blogger Mẹ Nấm, bút danh của bà Quỳnh, nói với Reuters qua Skype rằng bà biết tin mình sẽ được ra tù trong chuyến thăm của một nhân viên sứ quán Hoa Kỳ cách đây vài tháng. Người này cho bà biết rằng bà sẽ được trả tự do để đến sống ở Hoa Kỳ. Bà Quỳnh nói từ Houston, Texas hôm 19 tháng 10, nếu tôi có quyền lựa chọn, tôi sẽ ở lại Việt Nam. Nhưng tôi có hai đứa con nhỏ nên tôi phải nghĩ về tương lai của chúng. Người mẹ 63 tuổi của bà Quỳnh là người chăm sóc con gái 12 tuổi và con trai 6 tuổi của bà Quỳnh trong suốt thời gian bà bị giam trong tù. Không biết liệu việc thả blogger bất đồng chính kiến này có liên quan gì đến chuyến thăm của Bộ trưởng James Mattis hay không, nhưng bà Quỳnh nhận định với Reuters rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam đã trì hoãn việc trả tự do cho bà cho đến khi có chuyến thăm của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Trong khi đó, thì tù nhân trẻ Nguyễn Văn Hóa đã bị tố cáo là bị đánh đập. Tù nhân trẻ Nguyễn Văn Hóa, người đang phải thụ án 7 năm tù tại trại An Điềm, Quảng Nam, về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, đã gửi thư mới nhất về gia đình để trình bày tình trạng bị đánh đập, hành hung kể từ khi bị bắt. Bức thư được thân hữu công khai vào ngày 24 tháng 10. Theo bức thư, Phó Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã đánh đập Nguyễn Văn Hóa tại phòng cách ly của tòa án khi anh này được đưa đến để làm chứng trong phiên xử ông Lê Đình Lượng vào ngày 16 tháng 8 vừa qua. Hành động này được thực hiện sau khi Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Viết Dũng phản cung tại tòa, bác bỏ mọi cáo buộc mà cả hai tù nhân trẻ này cho là quy chụp nhắm vào ông Lê Đình Lượng. Hai người làm chứng này đã bị lôi ra khỏi tòa và không được tiếp tục làm chứng. Tại phiên phúc thẩm, ông Lê Đình Lượng dù có yêu cầu tiếp tục đưa hai nhân chứng đến nhưng cũng không được đáp ứng. Trong thư, Nguyễn Văn Hóa cho biết có làm đơn tố cáo về việc bị đánh đập như thế nhưng vẫn chưa được giải quyết. Tiếp theo là tin giải trí cho biết Drake phá vỡ kỷ lục lịch sử của Beatles. Album Scorpion của Drake lập kỷ lục bằng cách có 7 đĩa đơn đồng thời lên bảng xếp hạng Billboard Top 10.
Điều đó đã lật đổ kỷ lục The Beatles 5 đĩa đơn năm 1964. Billboard ghi nhận ban nhạc vẫn là hành động duy nhất để độc chiếm toàn bộ Hot 100 trong một tuần. Xếp hạng của Drake như sau: Nice for What ở vị trí số 1, Nonstop ở vị trí thứ 2, God's Plan ở vị trí thứ 4, In My Feelings ở vị trí thứ 6, I'm Upset ở vị trí thứ 7, Emotionless ở vị trí thứ 8 và Don't Matter to Me. Kể về Michael Jackson ở vị trí thứ 9. Và đó không phải là thành công duy nhất của anh. Drake đã phá vỡ kỷ lục của riêng mình về hầu hết các đĩa đơn trong Hot 100 với 27, bao gồm tất cả 25 bài hát từ Scorpion. Trong khi đó thì Rosie O'Donnell đã tuyên bố cô đã đính hôn. Thưa quý vị, một đại diện cho nữ diễn viên đã xác nhận vòng thứ 3 với CNN rằng Rosie O'Donnell sẽ kết hôn. Nữ diễn viên đã công khai tuyên bố đính hôn với bạn gái của cô, Elizabeth Roney, vào tối thứ hai trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí People. O'Donnell nói rằng vẫn cần một thời gian dài trước khi hai người tổ chức đám cưới. Cả hai đều quyết định đó sẽ là điều tuyệt vời nhất. Cặp đôi này đã hẹn hò rất lâu kể từ khi họ bắt đầu mối quan hệ của họ vào năm ngoái. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho thứ Năm ngày 25 tháng 10 cùng với Thiện Hạnh. Dự báo thời tiết mở đầu với thành phố Boston, trời có nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ngày 49 và thấp nhất vào ban đêm vào khoảng 35. Gió Tây Bắc từ 15 cho đến 25 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Thành phố New York trời mây rải rác và nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 51 và thấp nhất vào ban đêm là 39. Gió Tây Bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm cũng sẽ không có mưa. Thủ đô Washington DC trời mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 57 và thấp nhất vào ban đêm là 42. Gió Tây Bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Atlanta trời nhiều mây âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 57 và thấp nhất vào ban đêm là 48. Gió đông từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 20%. Thành phố Orlando trời nắng nhẹ và có mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 81 và thấp nhất vào ban đêm là 72. Gió đông bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có 40% xác suất mưa rải rác vào buổi sáng. Chicago trời nắng nhẹ và có mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 52 và thấp nhất vào ban đêm là 44. Gió đông nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Thành phố Dallas trời âm u và nhiều mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 62 và thấp nhất vào ban đêm là 50 độ. Gió bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có khoảng 20% xác suất mưa. Thành phố Houston trời mây rải rác và nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 71 và thấp nhất vào ban đêm là 55. Gió tây bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Khu vực Seattle trời nhiều mây âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 56 và thấp nhất vào ban đêm là 54. Gió đông nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo sẽ có mưa kéo dài đến chiều tối. San Jose trời trong xanh và đầy nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 77 và thấp nhất vào ban đêm là 52. Gió tây bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Los Angeles trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 82 và thấp nhất vào ban đêm là 62. Gió tây nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.